Câu chuyện quả ổi nhớ đời. Một buổi chiều, Lan đang tập làm ô tô bằng đất sáp thì bác Nga đi trở về. Bác gọi: "Lan ơi, bác cho quả ổi này." Lan liền đứng dậy nhìn nhau: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Vừa cầm quả ổi, Lan đã ăn luôn, không rửa ổi và cũng không rửa tay. Tối đến, đang ngồi học bài, Lan cảm thấy đau bụng dữ dội và bị đi ngoài. Lan liền nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đau bụng quá." Nghe mẹ hỏi lý do, Lan liền kể lại câu chuyện lúc chiều. Thế là mẹ hiểu ngay và nhanh chóng đi lấy thuốc cho Lan uống.